Xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng xem những chiếc xà lan qua cống bãi cửa các bạn. Ở đây có một chiếc xà lan nó đó, không biết sao nó bốc khói quá trời luôn nè. Nào, nó bốc khói ở phía trước các bạn. Không biết nó cháy cái gì nữa. Lấy đằng chữa cháy gì nè, xa quá mình không biết là đang bị cháy cái gì nha. Trời ơi, càng ngày khói bốc càng lớn rồi. Cái gì vậy ta? Cái này nó nướng cá lóc ta, khói quá trời khói luôn. Chiếc xà lan nó đậu giữa sông luôn nha các bạn. Nó ngưng lại rồi thấy khói bốc quá trời nè. Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn các bạn ơi. Wow, nó cháy cái gì vậy ta? Nhìn nguy hiểm quá các bạn. Wow, trời ơi, cháy thấy ghê không? Cháy dưới nước luôn kìa. Ồ, hay là nó cháy cái máy ở phía trước trời. Nguy hiểm quá. Hình như là anh ấy đã dập tắt rồi nha các bạn. Anh đậu giữa sông lại cũng chữa cháy các bạn. Rồi, hay đang nấu cơm quá. Ở phía trước thường là có một cái máy các bạn, có khi để dầu ở phía trước nữa. Ở sao có cục gì đen đen lõi lình bình trời. Đây là một chiếc xà lan bị cháy cái gì mình không hiểu nha. Nãy đã dập tắt rồi các bạn. Cháy cũng số đồ. Rồi, lấy cái cây đập đập. Đã nướng cá lóc trời. Rồi, lấy nước vũ lên luôn à. Gặp xăng mà lấy nước vũ vô đó là lan ra luôn. Cái này chắc dầu quá. Này cháy cái cháy độn. Trời ơi, cháy cái nồi bà nội ơi. Ông nội này ông nấu cơm như cháy cái luôn cái nồi. Bây giờ nấu cơm phía trước bây giờ. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem những chiếc ghe và xà lan vượt cống nha các bạn. Nãy giờ làm mất bình tĩnh quá. Đây là một chiếc ghe nha, một chiếc ghe gỗ nha các bạn, nó không phải là ghe sắt nha. Đó, trời ơi, con chiếc ghe đang hăm he chạy lên nè. Người ta đang chạy xuống, ổng chuẩn bị chạy lên cái ghe chứ. Đó, xà lan sắt đâm xuống nè. Và chiếc xà lan chạy tốc độ luôn. Chiếc ghe giải khẩm nó không chịu chạy sức vô trong đợi gì trời. Ghê quá, quá mạo hiểm. Đây là những chiếc xà lan đi tốc độ qua cống nha các bạn, chạy đi lấy cát nha. Đó, đây thêm một chiếc ghe.
chi gà bầu nha các bạn. Trời, chi gà nó né. Cái cống bên kia nó đâu có mở đâu. Cống bên kia nó nước nó chưa mở mà. Đây là chiếc ghe chở phẩm đâu ạ. Còn nhỏ đâu, ngồi hơi ướt hết trơn. Ướt quần hết trơn rồi kìa. Quá trời rồi. Trời ơi, trời chở kìa trời. Quá nhiều. Tốc độ luôn. Nước bây giờ nó không có chảy nhiều các bạn. Và đây là một cái chiếc ghe nổi đó nha. Đang cố gắng lái sao mà nó tránh những chiếc ghe nó đang đợi phía dưới các bạn. Đó, bây giờ một chiếc ghe nổi ở phía dưới chạy lên nha. Đợi khách nổi nha. Khách ghe. Trời ơi trời, chiếc ghe dừa nữa. Thôi 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 thôi, chết rồi chết rồi. Chạy sát luôn. Rồi chào nhau luôn. Trời ơi, một đống ghe dừa luôn. Này đụng cái thì rất dừa đá luôn. Hát ngày chưa hát. Quả trời chiếc ghe dừa chạy. Cái này là mình không biết lỗi tại ai luôn. Chiếc ghe dừa bây giờ nó lui lại phía sau nha các bạn. Giờ mấy anh này tiến tới luôn rồi, sẵn đà luôn rồi. Đây là chiếc ghe hồi nãy nó đang đợi nãy giờ các bạn. Chiếc ghe chở phẩm nha. Này chở gì mà ghê lớn ta. Bỏ xuống chiếc ghe dừa hết hồn cháy luôn. Chiếc ghe này đa phần là lưới cát các bạn. Rồi chiếc ghe dừa quay đầu luôn. Bỏ chờ chiếc xà lan hai cái máy để chết mình dữ dằn không. Đó, cái sao cái ống để bơm cát lên các bạn. Máy bạn ghê không. Để cái ghe dừa nó quẹo qua bên kia nó đi được cổng bên tay trái của các bạn nha. Xà lan các bạn, xà lan ở dưới đang đợi rất là lâu, bây giờ họ đang khởi động để chuẩn bị vào cống các bạn. Quá phê tay các bạn ơi. Đây là một xà lan chở cát ở đây. Trời ơi, mà nó tránh rồi. Về cháu tránh chiếc xà lan ở phía trước các bạn. Một chiếc xà lan chở phẩm.
Đó, ở phía trước người ta để rất là nhiều cái thùng dầu nữa các bạn. Nãy cái xà lan nãy mình nghĩ là mình cháy thùng dầu á, cái phút thuốc quăng tàn hay sao cháy, thường phía trước không có làm cái gì, không có làm gì ra nhiều cái cháy các bạn. Đây là một chiếc xà lan cái cát vàng, cát xây dựng các bạn, cát này giá trị bây giờ cao lắm nha. Thường những chiếc xà lan mà đi cát này là xà lan lớn không các bạn. Chiếc này như mang biển số Cần Thơ. Wow, xà lan khá là to nha. Quá trời nước này, cuồn cuộn luôn các bạn ơi. Quá dữ rồi. Khá đã. Tiếng máy nghe quá phê luôn. Và chúng ta qua cái cống bên bên này để xem những chiếc xà lan chạy thẳm tiếp tục qua cống nha các bạn. Đây là một chiếc xà lan phải nói là cực khẩm luôn nha. À, để chế độ vô mà không có độn nổi, ém không nổi mà ém trời. Rồi, đi luôn này. Ở phía sau các bạn thấy rất là đông xà lan và ghe đợi qua cống nha các bạn. Đó, bây giờ thấy một anh ghe sắt nè, chiếc trước đập mấy phía sau nó bị nước nó đẩy rất là mạnh các bạn. Hôm nay nước chảy rất mạnh nha. À, chiếc xà lan chạy tốc độ luôn. Chiếc ghe này mình đoán nó tầm khoảng 100 tấn các bạn. Xà lan này khoảng 120, 150. Này 70 nè, 70, 80 nè. Chả dừa khô quá đông luôn.
Bữa nay một binh đoàn đi qua cái cống này nha các bạn. Liên tục không kịp quay luôn rồi. Lên quá lên rồi. Phía sau là những chiếc ghe dừa nha các bạn, còn rất là đông ghe dừa và xà lan nha các bạn, chở phẩm ở đây.